Nói chung, cái gì thuộc về hoa là tôi thích à? Trong cái chung, bao giờ cũng có cái riêng chứ ông. Tất nhiên, nhưng tôi là tổng hợp của tất cả các loại hoa. Tôi vẫn chưa hiểu ý của ông. Đơn giản thôi, bởi vì tôi tên là Hoa, tôi lại thứ ba, nên bạn bè thường gọi tôi là Ba Hoa. Tôi biết, ngụ ý của tụi nó muốn trêu chọc tôi nó phét, nhưng chẳng sao, cái tên chưa chắc đánh giá hết bản chất con người. Có đúng thế không, cô Loan? Ý chết, sao ông lại biết tên tôi? Cô quên là tên cửa hiệu của cô là Thủy Loan chứ. Đành là vậy, nhưng giả dụ đó là tên của người thân tôi thì sao? Cũng chẳng sao. Cho dù cái tên đó là của cô hay của người thân của cô đều tốt hết. Nếu tên cửa hiệu đúng là tên của cô thì tức là tôi đang trực tiếp đứng nói chuyện với cô chủ. Còn nếu như tên cửa hiệu là người thân của cô á thì thì tôi hy vọng đó là nhịp cầu để tôi tìm hiểu cô nhiều hơn. Tuy chỉ mới nói chuyện lần đầu tiên, nhưng tôi thấy như quen từ lâu rồi. Nhiều khi do cô quá tất bật nên không chú ý, tôi thường qua lại. Có bữa tôi đứng ở bên kia nhìn sang bên
đây mà chân cứ ngập ngừng. Ý của ông thích loại hoa nào, muốn nhờ tôi hay là tự chọn lấy? Tôi rất chiều ý của khách hàng, xin ông chớ để lòng rào đón. Mới về chiều khách đến mua hoa đông lắm, nên tôi không tiện tiếp riêng ông, mong ông rộng lòng thứ lỗi cho. Đúng là cô rất khéo léo và có duyên nữa. À, cô có người yêu chưa vậy cô Loan? Giả dụ tôi nói là tôi chưa có người yêu thì sao? Thì đó là dịp mai và là diễm phúc của tôi. Thế ư? Ừ, tôi thấy cũng mừng vì mình còn có giá đến như vậy. Nhưng thôi, dù có giá đến độ nào thì đó cũng là của riêng tôi. Còn bây giờ tại đây, ông chọn hoa nào để tôi gói lại cho ông, vì cửa hàng của tôi đang có khách chờ. Ờ, hoa nào cũng được mà, miễn là hoa do chính tay cô gói. Vậy nha, để tôi chọn cho ông một chục hoa huệ. Hoa huệ? Đúng vậy, vì hoa huệ rất tiện cho ông trưng trên bàn thờ. Thưa, có đúng không ạ? Thế cũng được. Rất hân hạnh được phục vụ ông. Ngày mai tôi sẽ đến. Ông càng đến thường xuyên thì hoa của tôi càng bán đắt hơn. Bởi thông thường hoa huệ tôi chỉ bán chạy trong những ngày rằm. Không sao, tiền với tôi là vô nghĩa, miễn... Xin lỗi, ông mua hàng xong chưa? Xong, dạ xong. Xin mời bà. Cảm ơn bà đã giải dây giùm tôi. Bà chọn loại hoa nào? Cẩm chướng. Dạ thưa bà, bao nhiêu cành ạ? 24 cành. Nếu bà không cho là tôi tò mò thì hình như bà mua 24 cành là hơi nhiều đó. Tôi mua đúng với số tuổi của con gái tôi. Con gái của bà? Cô ấy có điều gì bất ổn? Cô tinh tế lắm, nhưng chuyện khá dài dòng. Để khi nào rảnh tôi sẽ kể cho cô nghe. Vâng, điều đó tùy thuộc vào bà. Khi nào bà thích thì cứ tâm sự với tôi, để tôi gói 24 cành cẩm chướng cho bà. Cô bán nhiều loại hoa đẹp, thế cô có hiểu ý nghĩa tất cả các loại hoa không? Cũng chút ít thôi, vì nếu không hiểu rất dễ bị khách hàng bắt bẻ. Thế hoa cẩm chướng có ý nghĩa như thế nào vậy cô? Với loài hoa này tôi chưa tường tận lắm. Nghe người ta nói hoa cẩm chướng biểu thị cho ý chí và sự cứng rắn. Cứ cho là như thế. Và cho dù ý nghĩa của hoa cẩm chướng không đúng như cô nói, nhưng trong thâm tâm tôi lại mong muốn con của mình có một ý chí vươn lên. Vì hiện giờ nó đang gặp cảnh nguy nan, nó phải quyết sống dù chỉ một phút một giây để tồn tại mãi bên tôi. Có lẽ là tôi hỏi hơi đường đột, bởi vì tôi linh cảm được rằng con gái bà đang lúc nguy nan. Chẳng giấu gì cô, con gái của tôi mang bệnh thập tử nhất sinh. Nó bị bệnh tim từ thuở thiếu thời, cuộc sống mới khó kéo dài. Cho nên bà mới nuôi vọng bằng hình tượng hoa cẩm chướng kia. Phải, nghĩ cũng lạ, không hiểu sao gặp cô tôi lại kể cho cô nghe chuyện không may của gia đình tôi chứ. Có lẽ tôi và bà có duyên. Tôi cũng tin là thế.
Thôi, tôi về. Vì đã đến giờ tôi phải vào bệnh viện để thăm con tôi. Dân, chúc con của bà mau gặp may mắn. Cảm ơn cô. Anh Hà, bữa nay có chuyện này em định bàn cùng anh. Có chuyện gì vậy em? Gần một tháng nay ở cửa hiệu của em có chuyện bực mình ghê lắm. Cạnh tranh không lại người ta phải không? Đâu phải, vợ của anh khéo léo lắm mà. Nếu khéo léo thì việc gì mà phải ngại chứ. Có thằng cha dê sồm cứ mỗi ngày đến cửa hàng buôn lời trêu ghẹo, em bực mình lắm. Buôn bán mà, người ta thấy em đẹp, thấy em có duyên, người ta chọc ghẹo. Thôi, đừng có nghĩ tới là không có chuyện gì cả. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em càng nhún nhường thì anh ta càng quá trớn. Hắn tưởng em là gái chưa chồng nên ngày nào cũng đến trồng cây si, khiến nhiều khách quen tỏ vẻ ngại ngần. Đã nhiều phen em lựa lời ngăn chặn rằng em đây là gái đã có chồng, nhưng hắn ta như cố ý phớt lờ, làm như em đang nuôi dốc hắn ta. Thật diễm phúc cho anh có cô vợ đẹp, được người ta theo đến mòn cá đế dài. Kể từ nay anh sẽ giữ em hàng ngày, nếu không thì mất vợ như chơi. Anh à, em đang nói chuyện nghiêm túc á, chứ không phải em đang kể chuyện cười. Em đang rối lòng mà anh cứ chọc em hả? Mai mốt nếu mà có chuyện chi là em giữ kín trong lòng cho coi. Vì anh biết em đang bực bội, muốn làm vui em nên anh cố pha trò. Thôi được rồi, anh nghiêm túc thật rồi nè. Muốn như thế nào em cứ nói thử anh nghe. Em muốn anh ra mặt cho hắn ta biết anh là chồng của em để hắn ta rút lui. Chứ không thôi hả, cửa hiệu của mình có ngày dẹp tiệm gì hắn á. Thôi được rồi, vậy ngày mai khi hắn đến dè dãn em, em tìm cách điện thoại cho anh, được chưa? Vậy thì cũng tạm ổn. Còn chuyện này em thấy cũng khá quan trọng. Chuyện của bé Vĩnh Thủy phải không em? Dạ không. Thời gian gần đây em thấy hay bị choáng váng nhức đầu. Sao em không cho anh hay sớm? Em nghĩ chắc do buôn bán mệt nên bị như thế. Nhưng tình hình ngày dường như nặng thêm. Em lo sợ là em đang mang một căn bệnh gì đó. Quan tưởng? Em không nghe cái chuyện quan tưởng sao? Có một ông nọ thích đọc sách báo, thấy nói đến bệnh gì là ông ta nghĩ mình sẽ bệnh đó. Nghĩ riết rồi đến nỗi tuyệt vọng luôn. Tốt hơn là để ngày mai anh sẽ đưa em đi khám bệnh. Đi thì phải đi rồi, nhưng thư thả đã. Có bệnh thì phải đi ngay, chần chừ là không tốt đó em à. Nhưng em sợ lỡ khi khám bệnh phát hiện ra em đang mang căn bệnh ngặt nghèo thì coi như sụp đổ cả bầu trời. Rồi trong cuộc sống sau này em đâu còn có niềm tin. Sao lại nghĩ chuyện vô dư, hay đã xảy ra điều chi? Xưa nay em rất yêu đời, bây giờ lại quá hoang mang. Em không hề nghĩ vô dư, bởi em hiểu rất rõ mình. Nếu như lỡ đúng sự tình mình nên tính từ hôm nay, không bao giờ có chuyện rủi ro xảy đến với gia đình mình. Chúng ta yêu nhau thật tình, anh luôn ở mãi bên em. Em hoàn
toàn không nghi ngờ sự thủy chung của anh, bởi chúng ta đã có hơn 10 năm chung sống. Hạnh phúc chất chiêu và mình giữ lấy thì nào có sợ chi cay đắng trong đời. Mấy ngày nay em tâm sự rối bời, bởi linh cảm một điều không may nào đó sẽ bất ngờ cướp mất đời em. Giả dụ như chúng mình sống không trọn đôi, thì phần tình cảm còn lại anh dành cho bé Thùy. Người phụ nữ khi vào phòng lo sợ thường nghĩ xa xôi những chuyện không lành. Loan à, có phải em bị ám ảnh thằng cha dê nào đó cho nên em mới suy nghĩ lung tung? Có anh ở bên cạnh thì tay già dê đó không dám léo hánh đến chỗ em bán nữa đâu. Em tin anh đi mà. Thôi bỏ đi anh, đừng để cho những suy nghĩ kia đang xen vào tình cảm. Nếu đã không tin thì đâu là chồng vợ, đâu chia sẻ mặn nồng hơn 10 năm qua. Điều em nói chỉ là điều cảnh báo, anh và con là lẽ sống trọn đời. Nghe lời anh hãy vào bên trong sửa soạn, để anh đưa em và bé Thùy đi chơi. Chiều hôm nay nắng nhạt màu rất đẹp, nắng quyện vào mái tóc của vợ tôi. Bên cạnh anh bao giờ em cũng thấy vững tin. Hôm nay ông vẫn dùng hoa què chứ? Mua hoa chỉ là phương tiện để giao tiếp với cô Loan, chứ đâu có ăn được mà dùng, phải không cô Loan? Ý quên, tôi sử dụng từ không sát nghĩa. Hôm nay ông vẫn mua hoa què chứ? Hoa nào cũng được mà, miễn gặp cô á là tôi vui rồi. Ông Ba Hoa ơi, tôi xin lặp lại với ông lần nữa, tôi là gái đã có chồng. Hình như cô không thích tôi nên cô cứ đem việc có chồng ra để hù dọa tôi hoài à. Cô nói có chồng có con, nhưng sau cả tháng nay tôi có thấy chồng con cô đâu. Chẳng lẽ tôi phải đem chồng con tôi ra trình diện ông mới tin à? Tôi không muốn thế, nhưng hiện nay cô thì có một mình, còn tôi thì chưa có vợ, thì tôi được quyền đeo đuổi cô chứ, phải không? Luật pháp đâu có ngăn cấm điều đó, phải không cô? Nếu luật pháp lên tiếng, chắc hàng ngày ông đâu còn dịp đến đây. Nói thật, dù ông có tin hay không thì chiều nay ông sẽ rõ. Tôi cũng định chiều nay nói hết nỗi lòng mình. Có lẽ bữa nay là bữa cuối cùng ông đến cửa hiệu này mua hoa, cho nên tôi rất sẵn sàng nghe ông thổ lộ nỗi lòng, để ông không còn trách tôi là kẻ vô tình. Nếu vậy thì cô có tin là đến từng tuổi này nè, tôi chưa hề một lần có vợ. Mặc dù tôi đã từng yêu, nhưng yêu và cưới là hai phạm trù khác nhau. Có thể người ta cưới người không yêu, hoặc là yêu chán rồi không cưới. Tôi đang nghe ông triết lý về tình yêu, nhưng ông đã quên một điều là tôi sẵn sàng nghe ông bài tố nỗi lòng của ông, chứ không muốn nghe ông triết lý. Là người phụ nữ đã có chồng, tất nhiên tôi biết thế nào là yêu và cưới. Cô chớ vội cắt ngang,
Tôi thích nói có đầu có đuôi như vậy đó. Chứ phan ngang nửa chừng á, cô Loan à, cô làm cho tôi cục hứng đó nha. Nếu nghe hết đầu đuôi chẳng phải mất ba ngày, mà thời gian thì chỉ còn chừng nửa tiếng thôi. Theo tôi nghĩ thì ông đừng có vòng vo. Tôi đây nào dám vo vòng, tôi muốn khẳng định rằng tôi đã yêu cô. Yêu tôi? Tôi đã sớm nhận biết điều này từ lâu, nhưng thành thật đến mức độ nào thì cần phải xem lại. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, tôi thấy hình như giữa tôi và cô có duyên. Nếu cô không chê thì... Tôi nào có chê khen gì ông. Tôi xin nhắc lại rõ ràng với ông lần nữa, tôi là gái đã có chồng. Ông nên dành và đem tình yêu đó cho một cô gái khác, bởi hiện tại vẫn còn rất nhiều phụ nữ cần tình yêu. Họ cần thì mặc họ. Tình yêu đâu phải là một hàng cứu trợ mà phải phân phát cho nó đều. Yêu ai, tôi chỉ nhất quyết nói với người đó. Còn nếu không nhận thì... Thì ông cũng phải lấy lại thôi. Chẳng lẽ ông định đem tình yêu của mình ra trưng bày trước thiên hạ? Thí dụ ông có muốn như thế, tôi cũng không chiều lòng ông được, vì tôi không phải là nhân viên của viện bảo tàng. Cô đành lòng nói với tôi như vậy sao hả cô Loan? Giữa biển khơi mênh mông, con sóng nhỏ cũng cố góp gió cho to lên, để mong một lần mân mê bờ cát trắng chứ. Con sóng là tôi, còn bờ cát dài phẳng lặng đó chính là cô. Tiếc là con sóng của ông nó không đủ lực để đẩy thuyền tôi ra khơi, thì làm sao mà xô bờ được. Ông là ai? Chồng tôi. Lúc nãy tôi có nói với ông là bữa nay tôi sẵn sàng nghe ông trút cạn nỗi lòng, vì đây là lần chót ông đến cửa hiệu này. Sao, tin chưa? Chuẩn bị về nghe em. Thật vậy sao? Ông có cần coi giấy đăng ký kết hôn và khai sanh của con tôi không? Thôi thôi, vậy là sợ rồi. Kinh nghiệm lắm mà. Kinh nghiệm quá nên trông gà quá quất. Chào hai người. Sao đầu em đau quá. Anh đã bảo hôm nay nghỉ bán mà em không có nghe. Để anh đưa em đi bác sĩ. Anh ơi. Ủa, Loan à, em sao thế này? Taxi, taxi. Cậu cứ ngồi và thật bình tĩnh để nghe tôi nói về bệnh tình của Loan. Tôi vốn rất quen sự bình tĩnh, cho nên anh chớ ngại ngùng. Sao, bệnh tình của vợ tôi có nguy kịch lắm không anh? Nhìn thái độ của anh, tôi đã đoán được phần nào. Chắc có lẽ là không đơn giản. Đúng, quả là không đơn giản chút nào. Sau khi chuẩn đoán, các bác sĩ đã phát hiện khối u trong não của Loan. Chính khối u đó đã làm cho Loan thường hay đau đầu và gục ngã trong lúc làm việc. Trời ơi, sự việc đến nông nỗi như thế à? Anh có thể nào nói cho tôi biết về phương cách trị liệu? Điều chúng tôi còn băn khoăn là khối u kia dữ hay lành. Nếu ác tính thì nguy hiểm vô cùng, khó mà giữ cho an toàn tính mạng. Tôi đã hiểu sự nguy hiểm kia, nhưng nếu như muốn giữ gìn sinh mạng, hao tốn bao nhiêu tôi cũng không ngần ngại. Phải làm cách nào mong anh giúp đỡ cho. Chúng tôi toàn tâm lo tròn trách nhiệm để bảo vệ cho sự sống còn của người bệnh. Chỉ có cách là lập tức giải phẫu mới hy vọng tìm được cơ may. Chúng tôi đành phải đợi chờ đến ngày Loan vượt được hiểm nguy. Lỡ như giải phẫu không thành, tôi cũng đành nuốt lệ vào tim.
Trên tư cách tình bạn lâu năm, tôi mới nói cho anh nghe về bệnh tình của Loan một cách cặn kẽ. Còn về trách nhiệm của những người làm bác sĩ, chúng tôi sẽ bằng mọi cách cứu Loan. Tôi biết anh vô cùng lo lắng, nhưng thực tế buộc ta phải chấp nhận chuyện này Long à. Không chấp nhận cũng không được. Người vợ hiện của tôi đang đối đầu với cái chết, thì tôi càng phải bình tĩnh hơn. Theo anh, sự việc này chúng ta có nên cho Loan biết không? Cho biết hay không là quyền của anh, vì trách nhiệm sau này chính anh phải chịu đựng. Nhưng Loan là người phụ nữ có nhiều nghị lực, nếu cho biết cũng là điều hay. Bởi khi hiểu rõ, Loan sẽ khát khao sự sống. Trong cuộc giải phẫu, điều ấy rất cần Long à. Tôi đã hiểu và rất cảm ơn anh. Nếu đã bằng lòng, anh hãy ký vào đây để chúng tôi tiến hành chuẩn bị cho ca phẫu thuật, vì càng kéo dài càng bất lợi cho Loan. Vâng. Phần còn lại là trách nhiệm của anh, vì anh phải động viên cho Loan thật nhiều. Tôi nghĩ mọi nguy hiểm rồi sẽ qua đi. Những người thật dạ yêu nhau rồi sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Chúc anh nhiều nghị lực. Hãy chúc cho cuộc giải phẫu chúng ta được thành công. Kìa ba, con của bà vẫn còn nằm ở đây à? Vâng. Bởi nếu rời khỏi bệnh viện thì mạng sống của con tôi sẽ mất bất cứ lúc nào. Còn cô, sao lại vào đây? Tôi đang bán hàng, bỗng bị đau đầu và ngất đi. Chồng tôi đưa tôi vào đây để các bác sĩ chẩn đoán. Anh ấy hiện đang nói chuyện cùng các bác sĩ. Nhìn cô trẻ trung và phơi phới yêu đời, tôi nghĩ chắc không có gì nguy hiểm lắm đâu. Có lẽ do cô làm việc nhiều cho nên bị choáng váng đó thôi. Tôi cũng cầu mong là vậy. À, lúc trước nghe bà nói con của bà bị bệnh tim, nhưng bị như thế nào? Chẳng lẽ các bác sĩ chỉ bó tay và trọn đời cô ấy mãi sống trong bệnh viện? Về bệnh trạng có lẽ tôi không nên nói dài dòng. Tôi chỉ cho cô biết một điều là nếu được thay tim thì con tôi sẽ sống. Nhưng mà ở trên đời này ai lại đi bán trái tim của mình? Cho dù người muốn mua có thừa tiền lắm của. Thế cũng hơi nan giải. À quên, nói chuyện với bà đã hai lần, nhưng tôi lại vô ý không hỏi tên của bà. Tôi tên Kiều Lan, còn con gái của tôi tên Vĩnh Quyền. Nó nằm ở phòng 270. Đã đến giờ tôi phải vào phòng thăm nó rồi. Chúc con gái bà mau tìm được niềm vui và hạnh phúc. Sức mong manh phải không cô? Thôi chào cô, rồi tôi sẽ ghé cửa hàng của cô thường xuyên hơn. Đời quả là có nhiều chuyện khó nói. Giá như có người trao tặng con gái bà ấy trái tim, nhưng nếu trao tặng trái tim tức là tặng luôn sinh mạng. Trên đời này làm gì có chuyện đó. Biết thế nhưng sao lòng vẫn cứ thương mẹ con bà ấy vô cùng. Loan à, em đang nói chuyện với ai mà lầm bầm vậy? Em vừa nói chuyện với một khách hàng. Anh ơi, hoàn cảnh của bà ấy thật đáng thương. Bà ta đã kể cho em nghe à? Đúng. Bà ta nói rằng hoàn cảnh chỉ có hai mẹ con, nhưng mà trong hiện tại con gái bà mang nặng bệnh tim, sẽ không sống được nếu không người giúp cho. Một trái tim để được sống với đời, em nghe mà thương cảm vô cùng. Sao em là
trải quá nhiều lòng thương hại. Trong khi mình có hơn gì họ đâu, một trái tim thì có ai đem tặng. Vì con người không thể sống thiếu trái tim. Đành vậy, biết chuyện đem tặng trái tim chỉ là điều huyền hoặc, nhưng em vẫn hy vọng có một phép màu nào đó giúp cho cô gái bạc hạnh kia tìm được nguồn sống trong những chuyện xa vời. Em chỉ nghe chứ đừng nên lưu giữ, sinh mạng của mình còn khó giữ chi ai. Em chỉ bàn và chỉ cảm thương thôi, biết đâu trong tận cùng của sự sống sẽ được một người sắp giả từ cõi thế tặng trái tim để sống trọn kiếp người. Đừng nói người đó là em nha. Em thì chẳng bao giờ làm được. Em còn phải sống vì anh, vì con. Mà giả dụ như, chỉ giả dụ thôi nha, nếu biết trước mình sắp chết, em sẵn sàng tặng trái tim cho cô ấy, để khi em có mất đi rồi thì nhịp đập yêu thương của em, lòng trong thân thể của cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh và con. Đừng nói gỡ không có nên. Em chỉ giả dụ thôi mà. Anh ơi, chừng nào về? Thì từ từ đợi cho em thật khỏe đã. Bộ bệnh tình của em nguy cấp lắm sao? Nè, đừng có hù em mà nha. Anh không hù, anh nói thật đó. Có nghĩa là em đang mang một khối u ở trong đầu và cần phải giải phẫu. Tưởng chuyện gì, chỉ là khối u, giải phẫu lấy ra là xong. Không dễ dàng như em nghĩ đâu. Anh cứ vững tin đi, em không có chết đâu. Làm sao em đành bỏ lại trần gian, anh và con cô đơn. Cứ tiến hành cuộc giải phẫu, chỉ non tháng là em sẽ bình phục như xưa. Anh cũng mong là như vậy. Chừng nào giải phẫu? Ngày mai em à. Vậy hôm nay anh đưa em về nhà để em vui với con đêm nay. Vì từ ngày mai nó sẽ vắng em gần một tháng. Để anh xin với bác sĩ cho em về nhà. Hoan nghênh anh. Sẽ bước vào ca mổ, mà trong đó sự sống rất là mỏng manh. Cho dù anh ấy có an ủi, có động viên, nhưng sao mình vẫn cảm thấy lo sợ. Một sự lo sợ có thật, bởi khối u trong não rất có thể là một khối u ác tính. Lỡ như sau cuộc giải phẫu mình không sống được gần anh ấy và con, chắc anh ấy buồn lắm. Bao lâu nay mình thật sự sống trong yêu thương, tình nghĩa mặn nồng của con dã. Mà bao năm dài mình
hạnh phúc lứa đôi. Tưởng đâu sẽ mãi mãi vững bền, ai ngờ đâu đứt bằng dây sông. Làm sao hơn khi khối u quái ác cứ gặm mòn sinh lực. Hạ Long ơi, nếu một mai em giả tự coi thế, em mong anh hãy dồn hết tình thương và chăm sóc con. Cùng một người vợ sức mực chung thủy và hết lòng thương con, sẽ hòa vào thân xác của cô gái nằm chờ chết kia. Em tin hoài bão của em rồi sẽ thành hiện thực. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi biết. Với khối u quái ác như vậy, nếu không giải phẫu, Loan cũng khó sống được trong thời gian dài. Tôi hiểu. Tôi biết. Tôi biết anh vô cùng rối rắm và đau khổ. Nhưng có chuyện này, tôi thấy nên cho anh hay ngay để chúng ta cùng bàn bạc. Anh cứ nói. Trước khi tiến hành phẫu thuật, Loan có trao cho tôi một bức thư và dặn dò: nếu ca phẫu thuật không thành công, thì tôi và anh cứ theo tâm nguyện trong bức thư kia mà thực hiện. Bức thư nói gì? Nhưng tại sao Loan không trao cho tôi? Vì tôi là chồng của cô ấy kia mà. Anh bình tĩnh lại đi. Loan không trao bức thư cho anh là có nguyên nhân. Vì cô ấy rất sợ anh lo nghĩ. Còn bức thư nói gì thì thú thật tôi cũng vẫn chưa đọc. Đây, anh đọc thư của Loan đi. Chẳng lẽ Loan đã biết trước? Có lẽ đó là sự linh cảm của người phụ nữ. Tặng trái tim. Tại sao Loan lại có ý nghĩ dại dột như thế kia? Tôi nghĩ đó là tâm nguyện hoàn toàn chính đáng và cao đẹp, chứ không dại dột đâu Long à. Nhưng tôi không muốn vợ của mình chết mà thi hài không nguyên vẹn. Tôi hiểu. Anh thương và nghĩ như thế cũng đúng thôi. Nhưng muốn thi thể nguyên vẹn mà tâm nguyện không hoàn thành thì cũng chẳng nên đâu. Vậy tôi phải làm gì? Tâm nguyện của một người giáng số là thế. Còn muốn tặng trái tim kia hay không, đó là quyền của anh. Thật tình, giờ đây tôi vô cùng rối rắm. Vừa muốn giữ nguyên vẹn thi hài của Loan, lại vừa muốn cho Loan thực hiện được điều tâm nguyện.
Thôi thì anh cứ thay mặt tôi mà làm theo tâm nguyện của Loan. Cảm ơn anh. Tôi rất cảm ơn khi anh dành cho tôi phần quyết định. Nhưng với tư cách là chồng, anh phải ký tên vào bản di chúc để chúng tôi không khó xử sau này. Trước tiên, thay mặt bệnh nhân, tôi tỏ tấm lòng thành, xin được nói lời tri ân sâu sắc đối với một người đầy ấp chữ nghĩa nhân. Biết được tin này, gia đình bà Kiều Lan sẽ xúc động, nói không thành tiếng. Ôi tình người quá là cao đẹp, đến lúc đi xa hình ảnh ấy vẫn sáng ngời. Loan không bao giờ nghĩ rằng tặng trái tim cho người khác sẽ được nhận tiếng khen ngợi. Mọi việc đều bắt nguồn từ lòng trắc ẩn. Dù cho xuất phát từ khía cạnh nào thì nghĩa cử kia luôn luôn cao đẹp. Đến như tôi còn rơi nước mắt huống hồ vì người nhận trái tim kia. Chúng tôi sẽ giúp cho Loan đạt thành nguyện ước, cho tâm hồn Loan thanh thản đời chốn suối vàng. Thôi anh cứ tiến hành công việc của anh đi, để cha con tôi đưa Loan về ngôi nhà cũ, nơi chúng tôi có bao năm dài chung sống, cho thi thể của Loan ấm lại nghĩa vợ chồng. Chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Nhưng có điều này anh phải giúp cho tôi là tôi không muốn tiếp xúc qua lại với gia đình của bà Kiều Lan, cho nên anh đừng cho họ biết gì về cha con tôi cả. Dân, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Thủy ơi, xong chưa con? Xong rồi ba ơi. Ba thấy bữa nay con đẹp không? Rất đẹp. Nhưng điều quan trọng là phải học giỏi đó. Vì ăn mặc đẹp mà học dở thì mắc cỡ với bạn bè đó, nghe chưa? Con biết rồi. Vào bàn ngồi ăn sáng rồi ba đưa con tới trường. Dạ, con cảm ơn ba. À Thủy nè, chiều nay có thể ba đến đón con hơi trễ, con cứ ở đó chờ ba, không tự ý đi một mình là con bị lạc đường đó. Không sao đâu ba ơi, con có cô giáo. Cô giáo thương con nhiều lắm. Nếu ba có đến muộn thế nào, cô giáo cũng cùng con ngồi đợi ba. Cô giáo của con có đẹp không? Đẹp, hiền và dễ thương, như mẹ vậy đó. Không biết sao, mỗi khi đến gần cô giáo thì bỗng nhiên con thấy thương ghê, dường như thân thiết là mẹ con. Con ước ao cô giáo là mẹ để con không còn đêm cứ ngủ một mình. Tuy mẹ con mất nhưng ba vẫn luôn chăm sóc thương yêu con. Nào đâu có thua kém ngày xưa, tại con nhớ mẹ nên luôn đòi mẹ. Mai mốt ba cưới vợ rồi, coi con đòi ai nữa nè. Ba có cưới vợ nữa
thì phải cưới cô giáo của con. Con không thương ai ngoài mẹ và cô giáo của con cả. Công nhận cô giáo của con có tài mua chuộc ghê vậy đó. Đến nỗi con cũng bênh vực cho cô giáo nữa. Con nói thiệt chứ bộ. Thôi thôi, ăn lẹ lên đi con, sắp tới giờ đi học rồi. Dạ lại sáng nay ba có một cuộc họp. Lo nói chuyện với bà, con có ăn được gì đâu. Nhưng ba khỏi lo, con no rồi. Ăn có chút xíu mà no có nổi gì. Cố gắng ăn nhanh lên đi con, ba đợi được mà. Con nói là ba khỏi lo, vì chốc nữa vào trường thế nào cô giáo cũng mua quà cho con ăn. Ừ, học sinh không được ăn quà giặt. Con đâu có ăn quà giặt dọc đường hay trước cổng trường mà ba rầy. Đây là bánh tự tay cô giáo làm cho con. Cô giáo hứa với con từ ngày hôm qua rồi. Đi ba. Hết nói nổi luôn vậy đó. Bữa nào ba đến rước con sớm, ba sẽ tranh thủ rầy cô giáo con một trận cho biết tai à. Ba rầy cô giáo con là con giận ba liền đó. Ừ. Thôi thôi thôi, ba không rầy. Ba sẽ cảm ơn cô giáo của con. Được chứ cục cưng của ba. Vậy thì con mới chịu. Thôi đi con. Có chuyện gì mà hẹn tôi gấp dữ vậy ông bạn? Bí mật. Tôi không có thời giờ nhiều đâu mà úp mở. Còn phải đi rước bé Thủy nữa, để nó đợi lâu không có nên. Thư thả đi chứ, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tan trường kia mà, đúng không? Đúng là còn hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng mà anh lường gạt tôi, để cấp giờ làm việc là phí phạm của công đó, biết chưa? Thời giờ là vàng bạc mà. Chà, không biết tự bao giờ trong anh lại xuất hiện sự nghiêm túc khủng khiếp đến như vậy. Từ xưa đến giờ tôi vẫn nghiêm túc. Nghiêm túc phải không? Ừ, bữa nay gọi anh ra đây gấp là có hai chuyện hệ trọng cần bàn với anh. Việc thứ nhất, tôi định bàn với anh chuyện vợ con sắp tới nè. Cái thân anh lo chưa có nổi thì làm gì lo nổi cho tôi. Đừng khéo vẽ chuyện xa vời. Anh quên rằng tôi đã có người yêu, tiến đến hôn nhân chỉ nổi nay mai thôi. Tôi đang lo khi tóc anh đã bạc mà vẫn ra vào thui thui mình ơn. Anh càng lo càng làm anh phát phì. Tôi đã có bé Thủy làm niềm vui, nhưng anh cũng phải tính cho nó sau này. Chẳng lẽ thích sống hoài gà trống nuôi con hay sao? Anh tưởng là tôi thích một mái ấm gia đình mà trong đó thiếu bóng dáng của một người vợ hiền sao? Nếu đã thích, sao anh không quyết định? Anh cứ chần chừ đắn đo. Có phải anh sợ con mình gặp phải người mẹ kế không yêu thương nó không? Phần nào đó là đúng. Nhưng điều quan trọng là từ khi mẹ của bé Thủy mất đi, tôi tự nguyện với lòng là sẽ sống như vậy để nuôi con tôi khôn lớn. Tình thương của tôi dành cho con tôi là trọn vẹn. Tôi không muốn tình thương kia sẽ chia cho người đàn bà chắp nối, sợ làm cho con tôi hụt hẫng sau này. Đời của nó đã thiếu tình mẹ rồi. Giả lại tôi chưa quên được người vợ cũ, chưa thể nào tiếp nhận tình yêu mới của một ai. Có nhiều đêm khuya thấy con trở giấc vơ tay, tìm hơi ấm của người mẹ thân yêu. Những lúc ấy tôi thương bé Thủy vô cùng, cắn chặt môi để nước mắt đừng tuôn dài.
biết. Tôi biết anh là người vô cùng thương vợ, thương con. Anh sợ chia sẻ tình cảm hiện giờ của mình cho kẻ khác. Điều đó sẽ làm tủi vong linh của Lo. Nhưng nếu ngược lại, người đàn bà chấp nối sau này sẽ hết lòng yêu thương bé Thủy thì sao? Anh Châu à, đành rằng chuyện ấy có thể xảy ra, nhưng sao lòng tôi vẫn cứ chần chừ. Bởi tình yêu đòi hỏi sự thật lòng. Trong một phút giây nào đó, người ta choáng ngợp sẽ rất dễ dàng đổ vỡ vì sao. Thà mình chấp nhận sự cô đơn, vì đã tìm ra trong cô đơn niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy do cha con tôi cộng lại, nên không thể nào lại tách làm đôi. Anh hơi bảo thủ đó. Tôi nghĩ khi tình yêu đích thực, tự khắc trái tim tôi sẽ biết rung động. Lúc ấy tôi tự biết phải giải quyết như thế nào mà. À, còn chuyện thứ hai. Có chuyện thứ hai nữa sao? Chắc là lý thú lắm. Kể tôi nghe tiếp đi. Tôi nói là chuyện thứ hai của anh kia mà. Chẳng phải lúc nãy anh bảo tìm tôi là có hai chuyện cần bàn sao? À, tôi quên. Chuyện thứ hai là có người nhờ tôi trao bức thư này cho anh. Ai vậy? Người đang mang trái tim của vợ anh. Cô ấy muốn xin được gặp anh để bày tỏ lòng biết ơn. Anh làm ơn nhắn lại với cô ấy rằng người tặng cho cô ấy trái tim là vợ tôi. Nhưng bây giờ vợ tôi không còn nữa. Còn tôi thì lại không muốn nhắc chuyện xưa. Cho nên cô ấy không cần phải gặp mặt tôi để cảm ơn để làm gì. Nhờ anh mang trả lại cho cô ấy đi. Anh nghĩ sao mà lại nói câu nói đó? Thí dụ như anh không đọc á, thì cũng nên giữ lại đó cho phải lẽ. Anh nhiều chuyện quá. Ừ, nhiều chuyện cái gì. Biết đâu á, rồi có ngày á, tự nhiên anh thích đọc đó. Ê chết, đến giờ rứa con của tôi rồi. Chắc nó đang trông tôi lắm á. Thấy chưa, thấy chưa. Nếu lấy vợ thì có bận công chuyện cũng đã có vợ rước con rồi, đâu có đến nỗi quýnh quán như vậy. Ở đó mà lằng nhằng một mình đi. Tôi đi à. Thủy con, ba có bảo với con là đến trễ không? Dạ có. Vậy con cứ yên tâm chờ đợi, cô sẽ ở lại với con. Chừng nào ba con đến trước thì cô về. Ba bảo có thể trễ chỉ một chút thôi. Sao gần một tiếng đồng hồ mà ba con chẳng đến? Con đừng có lo, chắc ba con bận họp nên đến trễ. Giờ này là giờ tan sở, đường xá kẹt xe lắm. Con gắng chờ một chút nữa đi. Ngộ nhỡ ba con đến quá trễ thì cô sẽ đưa con về. Con chịu không? Chịu chứ. Cô đưa con về, con mừng lắm. À, có chuyện này cô định hỏi con nè. Sao từ lúc dạy học con đến giờ, cô không có thấy mẹ con đến trước? Chắc mẹ con bận công chuyện lắm phải không? Mẹ con mất rồi. Mẹ con mất rồi. Tội nghiệp con quá. Hàng ngày chỉ có ba con và con sống thôi sao? Nhà không có ai nữa à? Dạ không. Từ lúc mẹ mất, ba và con buồn lắm. Ba thường nói với con rằng ba sẽ không lấy vợ mà ở vậy nuôi con. Ai thay thế được mẹ hiền.
con nghe ba nói mà nước mắt tuôn trào. Mà cô cũng xúc động khôn cùng. Bé Thủy à, kể từ giờ và sau này cô sẽ hết lòng lo lắng cho con như người mẹ hiền con. Gọi là mẹ hay không? Nếu được cô thương, con cảm thấy sung sướng vô cùng. Kể từ con hiền ngoan chăm học nên lòng cô thương con vô hạn. Cô cảm nhận giữa cô và con có mối tình thâm sâu nặng. Dù cô không phải là người tạo cho con nên dốc nên hình, dù chúng ta không máu mủ thâm tình nhưng dường như quen nhau từ lâu lắm, chắc cô và con đã có nhân duyên. Đời không có mẹ thiệt thòi lắm con ơi, bởi tình của mẹ mênh mông như biển cả, giúp cho những con thuyền lên đơn xuôi ngược sẽ tìm ra bến đầu trong đời. Cô ơi, từ nay về sau khi nào vào lớp con gọi bằng cô, nhưng bước ra ngoài con gọi bằng mẹ. Cô ơi, nếu ba con biết điều này chắc ba con vui lắm hả cô? Lời thương lấy của con trẻ mà lòng tôi xúc động bồi hồi. Trái tim của người ta sao ấm áp tình người, phải chăng người cho là trái tim nhân nghĩa, biết đem niềm vui chia cùng nhân thế, biết giữ nỗi buồn để không bận giả người thân, dung bằng nụ cười nhân hậu, sống giữa đời đầy ắp sự yêu thương. Cảm ơn thật nhiều người tặng trái tim đã giúp cho tôi hồi sinh giữa cơn hấp hối. Tôi sẽ vì người đem tình thương ban bố để cho người yên tâm nơi chốn suối vàng. Cô ơi, cô nói gì xa vời quá à.
Con không có hiểu. Chuyện riêng của cô mà. Thủy, xin lỗi con, ba bận chuyện nên. Ba có nói với con lúc sáng rồi kia mà. Ba ơi, từ nãy giờ có cô giáo ngồi nói chuyện với con nên con không có sợ gì hết á. Cảm ơn cô. Dạ, dạ không có chi. Trách nhiệm của chúng tôi mà. Tôi trông cô, đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Tôi cũng thế. Hay là ngày mai ba mời cô giáo đến ăn cơm ba hen. Hơn bây giờ con đói bụng lắm á. Ba chiều con. Xin phép đã làm phiền cô giáo. Tôi đã bảo về trách nhiệm kia mà. Nè, con ăn miếng thịt gà cho có nhiều chất bổ để chống lớn. Ăn nhiều con sợ mập quá à. Còn nhỏ, có mập đâu mà con sợ ai chê chứ. Nhưng tụi bạn cười quê lắm. Y như bạn Trung thân hình thế này nè. Hãy chạy chơi đến chỗ con thì bị kêu béo phì. Vậy con thích ốm sao? Ốm là thiếu sức khỏe thì làm sao có đủ sức để học tập. Con cũng không thích ốm mà. Con thích giống cô à. Thôi đi, đừng có nịnh cô quá à. Nịnh quá đó ha, ngày mai cô gọi lên trả bài mà không thuộc là ăn điểm xấu đó nghe. Ngày nào con cũng chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Hen bà hen. Ừ, bữa nay sao con lanh quá. Tại vì con vui. Đã hơn một năm rồi con chẳng được vui. Từ khi mất mẹ buồn ơi là buồn. Con thèm có đủ mẹ đủ ba để có đầy đủ cả một gia đình. Nhưng mẹ con nay đã mất rồi thì làm gì đầy đủ hở con. Biết có ai chịu làm mẹ con bây giờ. Con yêu mẹ như yêu cô giáo. Từng chút từng ly. Phải chi mẹ là cô giáo đây thì con sẽ vui biết chừng nào. Con nói gì kỳ vậy? Không có được nói như thế. Cô giáo buồn cha con mình đó. Con nó nghĩ sao thì nói vậy. Có lẽ do trong lớp thấy em lo cho nó nên bé Thủy mới nói thế. Thấy chưa? Cô giáo bên con rồi đó. Thủy à, con no chưa? Con no lắm rồi. Giờ thì con phải chạy nhảy thôi. Ừ, đây là quán của người ta chứ đâu phải là sân nhà mình. À, hay là con đến chỗ các chú câu cá đó, xem các chú ấy câu đi. Ba cần nói chuyện với cô giáo con một chút. Dạ. Nè, con nhớ không có được nghịch phá hay đi sát bờ hồ kẻo té thì nguy hiểm nghe không? Dạ con nhớ. Quả thật cô giáo chăm sóc như một người mẹ vậy đó. Thảo nào bé Thủy lại thích gọi cô là mẹ. Nghề của tụi em là thế đó anh. Hình như cô chưa có gia đình. Em chỉ mới 24 tuổi, vội vàng nghĩ chuyện chồng con, người ta cười chết á. 24, lứa tuổi chưa già, nhưng cũng không còn trẻ nữa đâu. Sao cô không chọn cho mình một chốn yên thân? Chứ bây giờ có ai quấy phá em đâu à. À, lúc nãy bé Thủy nói thế, cô đừng có giận nha. Bộ anh nghĩ em hay hờn mát lắm sao? Làm cô giáo á là phải yêu trẻ nhỏ nè, yêu những tiếng ê a và yêu cành phượng đỏ sân trường. Yêu những chiều buông những giọt nắng mơ màng đang xuyên kẽ lá. Yêu những bước chân nô đùa của đàn em thơ.
yêu trẻ thơ. Bởi nghề giáo viên không hề chút giản đơn, bao nỗi lo toan, bao niềm sướng vui cứ hằng ngày quyện lấy. Người ta gọi là những kỹ sư tâm hồn, theo tôi cách gọi rất là hay. Em thấy hình như anh ca ngợi quá lời, chỉ giản đơn là nghề gõ đầu trẻ, của cô rất khiêm nhường, một đức tính thật là khó kiếm. Em chỉ mong muốn ở nơi anh thật sự có lòng thông cảm, chỉ bấy nhiêu thôi là em đã vui rồi. Em thương bé Thủy vì rất giỏi nhưng thường hay tư lự, nên em để ý và có hỏi han mới biết rằng bé Thủy chỉ còn có ba phần nào đó Thủy sống thiếu tình thương của mẹ. Tự nhiên em muốn dành chút thời gian để bù cho Thủy những khoảng trống trong tâm hồn. Tôi thật sự xúc động khi nghe cô nói thế. Từ sự xúc động thành thật này, tôi xin có lời nói với cô. Đó là lời nói cảm ơn. Bởi vì cha con tôi mà cô phải chịu nhiều vất vả. Chọn nghề giáo là em chọn niềm vui, bởi cuộc sống của em nó cũng không có đến nỗi nào, vì em cũng đã từng nhận của người khác sự hy sinh, nên em muốn đem công sức của mình vì bao đứa trẻ. Đời cho em và em đã nhận thì em phải biết mang trả lại cho đời. Càng nói chuyện với cô tôi càng phục cô hơn. Tôi rất an tâm khi bé Thủy có cô bên cạnh. Hơn một năm nay tôi sống trong cô hoành. Có lẽ từ giờ tôi đã tìm được nguồn vui. Tại anh thích lối sống khép mình nên chưa tin người khác đó thôi. Khi mình đã tin người khác thì người khác sẽ đáp lại bằng lòng thành thật. Hình như cô đang giảng môn giáo dục công dân. Anh đừng cười, em hay bệnh nghề nghiệp. Thôi, cũng trễ rồi, chúng ta phải về thôi. Để bé Thủy còn ôn bài nữa, không khéo ngày mai kiểm tra bài mà nó không thuộc á, là cô trách tôi á. Anh này, nếu khi nào cô thấy tiện, cô cứ ghé nhà tôi chơi. Địa chỉ thì... mà đã có bé Thủy dẫn đường rồi. Từ Rài, nếu anh có bận công chuyện, anh nhường phần đưa bé Thủy về nhà cho em. Như thế thì làm phiền cô quá. Không có gì đâu anh à, biết đâu trong sự phiền toái lại có niềm vui. Anh mà cứ khách sáo như vậy hoài á là thiếu thành thật. Nếu cô đã muốn thì tôi xin chiều ý. Cảm ơn anh. Nhà không có bàn tay của đàn bà, nhưng trông gọn ghẻ quá.
Chà, anh này chắc cũng là vua khó tánh đây. Đây là bức thơ của mình viết cảm ơn chồng của người đã tặng cho mình trái tim. Giờ sao lại ở trong tủ của anh Long? Bức thư vẫn dán kín, có nghĩa là anh ấy chưa đọc. Nhưng vì sao anh ấy lại không đọc? Chẳng lẽ anh ấy đã không tán đồng việc vợ mình tặng trái tim cho người khác? Điều này chứng tỏ anh ấy không có thiện chí với người đã nhận trái tim của vợ mình. Nếu như anh Long biết mình là cô gái bất hạnh đã vinh dự nhận lấy diễm phúc kia, thì tình cảm của anh ấy đối với mình ra sao? Trong khi mình hoàn toàn không biết chuyện trước kia, chị Loan đã có lòng nhân ái, trước lúc chết còn gửi tặng trái tim. Có lẽ chị muốn nhắn nhủ cùng tôi, muốn tôi thay thế chị trong gia đình, nhưng biết làm sao thỏa ơn gặp mặt. Đến nỗi bức thơ anh ấy chẳng thèm nhìn. Tôi thật là bối rối trước hoàn cảnh này đây. Tiến hay lùi cho anh ấy biết hay không? Bao ngôn ràng buộc trong lòng mình, rất cảm thương cho cuộc đời bé thuê, nhưng nếu nói ra là sẽ lặng im để dò xét sự tình. Đợi thời cơ thuận lời, mình sẽ thú lộ cùng anh. Từ nay mọi việc mình phải khéo léo hơn để khỏi xảy ra ác cảm, vì như thế thì sẽ gây khó xử cho đôi bên. Nhưng trong thời gian gần đây, anh ấy đối đãi với mình thật tốt. Theo cảm nhận của người phụ nữ, có lẽ anh ấy đã yêu mình. Còn mình, mình cũng đã yêu anh ấy. Một tình yêu có thật, xuất phát từ sự rung động chân thành ngay buổi đầu gặp gỡ. Đây có phải là duyên tiền định? Mình làm sao quên được, có lần anh ấy đã nói: nếu như bé Thủy nó muốn cô làm mẹ nó thì sao? Cô như mẹ rồi. Ngay bây giờ, nếu bé Thủy thích, em vẫn là mẹ nuôi của nó được kia mà. Tưởng chuyện gì quan trọng nên anh cứ ấp a ấp úng. Ai dè, chỉ là chuyện đơn giản thế thôi. Nhưng tôi muốn
Tôi muốn là mẹ thật sự kìa. Anh, tôi biết, tôi biết nói tiếng yêu cô trong lúc này là quá sớm. Nhưng tôi đã có bao đêm dài trắng trở, vì đã một năm qua tôi nghĩ trái tim tôi đã quá đã từ lâu rồi. Một trái tim giữa vùng đã sỏi khô cằn, không còn biết xung động trước bao cô gái đẹp. Tôi tự nhủ lòng dành cho con tất cả tình thương. Tôi sợ trái tim mình lại phải xẻ đôi, và sợ con tôi không chấp nhận người mẹ kế. Nhưng khi gặp cô lòng tôi cứ bồi hồi, tưởng như chúng ta đã quen từ kiếp trước. Chữ tình ai đó xoay vòng trong tôi. Khi đã yêu thì mấy ai giấu được, bởi lúc ấy còn tìm thức dậy lâu rồi. Nếu cứ lặng im là tự dối lòng mình, thà tôi nói ra những điều đáng lưu giữ, rồi sẵn sàng nhận về mình một tiếng không. Như thế mà tôi đỡ thất vọng hơn, bởi biết từ nay mình không còn hy vọng. Tôi có thể chờ lâu hơn thế nữa, miễn cô bằng lòng chấp nhận tình tôi. Anh cho quyền suy nghĩ thêm nha. Đó là quyền của cô mà. Đó, nói yêu người ta mà cứ gọi cô mãi à. Thủy ơi, Thủy ơi, con đâu rồi? Kìa anh mới về à? Con đâu rồi em? Bé Thủy nó đang chơi ngoài sau vườn á. Em đi chợ chưa? Em mới dọn dẹp nhà xong. Giá lại còn sớm mà anh. Bữa nay em tính cho anh ăn cái gì nè? Anh cũng thích ăn cái gì nè, anh nói đi. Không hiểu sao em làm món ăn gì cũng trúng ý với anh cả. Anh nghi lắm. Nghi gì? Sao mà đa nghi lắm vậy? Nghi là bé Thủy cho em biết. Không có à nha. Nhưng em cũng không hiểu sao những món ăn em thích lại trùng ý với anh và bé Thủy. À, hay là tại anh thương em nên anh nói cho vui phải không? Đâu có, anh thấy lạ lắm, vì những món em làm rất giống loạn trước kia. Chẳng lẽ hai người cùng một ý như nhau, nên anh thấy yêu em là chẳng sai chút nào. Nè, suy nghĩ đã lâu, sao chẳng trả lời vậy? Hay là em định nói tiếng không? Em đã bằng lòng nhưng chưa có nói ra. Thư thả chút đi nha, anh còn đang bệnh mà. Anh quyết định rồi, trong một tháng nữa, nếu em không trả lời, coi như là xù bỏ đó nghe chưa. Anh
học ở đâu ra? Cái tính hay nhõng nhẽo ha. Nè, coi chừng bé Thủy nó hay là nó cười cho anh coi. Con nó cười hạnh phúc của cha nó cũng tốt chứ em. Còn học trò mà cười cô giáo thì cứ đánh đòn nó đi. Thấy chưa, chưa chi anh đã xúi em làm bà mẹ ghẻ ác độc rồi. Bộ anh quên câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng rồi sao? Ui da. Rồi gãy thêm cái tai nữa rồi. Trời ơi, định gieo tiếng ác cho người ta hả? Nè. Hạnh phúc quá, vậy mà cứ giấu tôi hoài à. Tính từ từ rồi mới cho anh hay, đâu có giấu giếm gì đâu anh. Hai anh ngồi nói chuyện, để em vào trong. Nè, bị tiếng sét ái tình bao lâu rồi? Hơn tháng nay. Sao, cảm nhận nó như thế nào? Của nó là của ai? Thì của trái tim anh đó. Như mới lần đầu á. Ngộ nha. Thông thường khi vật gì đã qua sử dụng một lần, khi sử dụng lại lần hai thì người ta đâu có thể gọi là lần đầu được. Anh có nhầm lẫn hay là... hay là tại tôi nghe nhầm? Chính xác đó chứ. Tôi nói như mới lần đầu là có nguyên do của nó. Bởi khi đặt tình yêu vào cô ấy, tôi đã cảm giác như là mới lần đầu và rất thân thiện. Vậy mà cứ cố đánh quả lừa của tôi mãi à. Phải chi anh đồng ý ngay từ đầu thì anh và Vĩnh Quyền đã gặp nhau và yêu nhau lâu rồi. Anh làm như là cô ấy sinh ra là để cho tôi vậy. Nè ông bạn, ông không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Vậy chứ cô gái lúc nãy tên gì? Vĩnh Quyền. Thì Vĩnh Quyền. Vậy trước khi gặp cô ấy, anh đã nghe nhắc cái tên này lần nào chưa? Trên đời này thiếu gì cô gái tên là Vĩnh Quyền. Cho nên dù có nghe, tôi cũng chẳng buồn chú ý. Anh tỉnh táo lại chút đi. Cái tên của cô gái này được nhắc đến trong một trường hợp rất đặc biệt. Với tôi, chuyện gì cũng đều bình thường cả, trừ trường hợp vợ tôi chết. Khoan, dừng lại đó. Trước khi vợ anh chết, trăn trở điều gì? Sao anh lại lẩn thẩn quá vậy? Vợ tôi trăn trối là muốn tặng trái tim cho một cô gái bất hạnh. Cô gái ấy tên gì? Hả? Chẳng lẽ là Vĩnh Quyền? Thì đó chứ ai. Cái bức thơ tôi đưa anh lúc trước, anh có đọc không? Tôi thấy chẳng cần thiết phải đọc. Đó, cho nên anh đâu có biết người thọ ơn. Nhận trái tim yêu quý của vợ mình, cô gái ấy chính thật là Vĩnh Quyền. Anh cứ khăng khăng không cho gặp mặt, không cho biết số nhà và chỗ làm việc của anh, vì thấy nguyện vọng của Quyền rất là thành thật. Tôi nhận bức thư của Quyền và trao lại. Ai về anh cố chấp, chẳng thèm đọc cái bức thư. Anh đang gạt tôi hay là anh nói thật? Chẳng lẽ nào sự việc lại như vậy? Cô ấy mang ơn và muốn đền đáp, tôi khước từ giờ lại yêu lấy cô ta. Chuyện hôm nay tốt đẹp cho đôi đàn, cuối cùng rồi Châu cũng về họp với phố mà thôi. Anh biết cái gì mà họp phố này họp phố nọ chứ. Cô ta yêu tôi vì muốn trả ơn, đó chính là lòng thương hại. Khi tình yêu xuất phát từ lòng thương hại thì tình yêu kia không bao giờ bền vững, mà nó là sự dối gạt lẫn nhau. Tại sao anh lại nghĩ xa vời và thâm thúy đến như vậy? Tình yêu là tình yêu, còn lòng thương hại là lòng thương hại. Anh nói như vậy thì tôi xin hỏi anh một câu, ở anh có gì thua súc người ta để họ tỏ lòng thương hại? Anh không là người trong cuộc, làm sao anh hiểu hết được nỗi ưu tư trắc ẩn của những người trong cuộc? Đứng bên ngoài góp thêm tiếng nói, ai làm mà chả được. Không biết đến bao giờ anh mới bỏ đi cái tính cố chấp của mình. Anh với Quyền tự đến với nhau,
là do cả hai cảm thấy như thế mới đúng, mới đúng là tình yêu. Chẳng lẽ chuyện hai người đến với nhau là do tôi xúi dục à? Quan được, làm bạn với nhau đã 10 năm nay mà anh đánh giá tôi quá thấp đó. Đồng ý, đồng ý là tôi có khuyên anh nên chọn người đàn bà khác cho cuộc sống sau này. Chẳng lẽ như thế là tôi có tội nặng nề? Trước khi nói ra, anh nên suy nghĩ xem nó đã có thích hợp hay chưa. Lớn tuổi rồi, chứ đâu phải lên năm mà hở một chút là đổ thừa này nọ. Thấy anh một mình gà trống nuôi con, phần nào tôi cũng nghe sai rứt trong lòng. Xin lỗi, tôi hơi quá lời. Nhưng đó là sự quá lời xuất phát từ tự ái của một thằng con trai. Có thể anh không chấp nhận được điều đó, nhưng mong anh hãy thông cảm cho tôi. Hiện giờ tôi đang rối rắm. Nghe buồn cười quá. Tự anh tạo ra sự rối rắm cho mình rồi lại trút lên đầu người khác. Anh làm như vậy mà anh có được sao? Một con người đang mạnh dạn bước trên con đường thẳng thì anh cứ nhìn phía trước mà đi. Tội tình gì cứ ngó liên ngó láo chung quanh rồi trách này trách nọ. Ngó chung quanh để canh chừng xe chứ, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi thì coi chừng qua điểm chọn mà vẫn không hay. Nói chuyện với anh uổng lời quá. Anh thích tự ái thì cứ tha hồ mà tự ái. Tôi về. Nói có chút xíu mà giận à? Cuộc tự ái của anh bằng bắp tay á. Anh đã dành sự tự ái cho mình, giờ định cướp cả quyền tự ái của người khác nữa sao? Bởi vì chuyện của tôi là chuyện đáng tự ái. Thế thì việc anh nặng lời với người khác, anh buộc họ không được quyền tự ái, mà họ chỉ được quyền tự ái khi anh ban bố cho họ chứ gì. Cô đừng binh vực cho người khác. Em chẳng có binh vực ai cả. Việc gì đúng thì em nói đúng, việc gì chưa đúng thì em nói chưa đúng. Thế còn việc của cô chủ động đến với tình yêu của tôi thì sao? Anh cho là tôi quyến rũ anh chứ gì? Không hẳn là như vậy. Nhưng tôi không thể phủ nhận động cơ cô yêu tôi là để trả ơn cho vợ tôi, để tặng trái tim cho cô. Thật sự cô đâu có yêu tôi, mà cô chỉ thương hại tôi thôi. Anh Long, khi đến với nhau, tôi hoàn toàn không biết anh là chồng của vị ân nhân đã ban cho tôi sự sống. Chỉ mới sáng nay, khi tôi vô tình trông thấy bức thơ cảm ơn nằm ở trong tủ, và người nhận thơ thì chẳng đọc giờ. Tôi đã nhận ra thái độ của anh rồi. Anh hoàn toàn không ưa người nhận trái tim đó. Tôi tự nhủ lòng sẽ giữ kín chuyện kia, bởi vì tôi đã thật sự yêu anh. Một tình yêu trước sau không thay đổi. Dù cho anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa, khi tôi yêu tôi chấp nhận thiệt thòi. Đó là lời nói và suy nghĩ của cô. Nhưng liệu trong lời nói và cách suy nghĩ kia có bao nhiêu điều thành thật? Sự thành thật hay dối trá, nó không phải như một món hàng để người ta định giá. Anh Long, anh cứ tin đi. Dưới ánh sáng mặt trời, không có một sự thật nào mà che giấu được. Tôi phải tính như thế nào đấy? Trước những lời của cô vừa nói,
tin nhưng sao cứ dè dặt, cảm giác như được ban bố tình yêu cứ lởn quởn trong tôi. Có phải chăng tôi đang tự mâu thuẫn giữa tình yêu và hạnh phúc của mình? Nếu đã thế thì chúng ta chia tay. Bao giờ anh có được suy nghĩ chín chắn thì lúc đó chúng ta nối lại nhịp cầu đã gầy, còn không thì hai đường thẳng song song. Có lẽ cũng nên thế. Vậy tôi xin phép rút lui và sẽ không bao giờ đặt chân tới ngôi nhà này nữa, ngoại trừ anh nhớ chăm sóc cho bé Thủy chu đáo. Nếu anh thấy trở ngại vì tay của mình bị thương, cho phép tôi mang bé Thủy về sống với tôi ít hơn. Chuyện của chúng tôi tự chúng tôi lo được, không dám làm phiền cô. Cô ơi, đừng bỏ con. Không, không đâu con. Cô và con còn gặp hàng ngày trên lớp mà, có đúng không? Con nhớ nghe lời ba, nghe lời ba nghe con. Cô ơi, ba ác lắm, ba đuổi cô, rồi mấy mốt ba dám tới nhà mình, con giận ba rồi đó. Phải như vậy thôi, mình không thể nhận tình yêu mà họ nghĩ như là sự trả ơn. Nghe buồn cười quá. Anh tự tạo nên sự rối rắm cho mình, nay lại trút lên đầu người khác. Anh làm như thế mà anh có được sao? Một con người đang mạnh dạn bước trên con đường thẳng thì anh cứ nhìn về phía trước mà đi. Tội tình gì cứ ngó liên ngó láo chung quanh rồi trách này trách nọ. Sự thành thật hay dối trá, nó không phải như một món hàng để người ta định giá. Anh Long, anh cứ tin đi. Dưới ánh mặt trời, không có một sự thật nào mà che giấu được. Hai người thân của tôi hiện giờ đang lên tiếng trách cứ tôi. Có phải tôi quá tự ti rồi tạo ra khoảng cách đối với họ? Không, không, không phải thế. Tôi yêu Huyền thật lòng, tôi tôn trọng sự góp ý, lo lắng của Châu. Nhưng sao tôi lại hành động không theo suy nghĩ của tôi? Tôi ích kỷ, tôi tự ti. Hay là tôi đang tự bóp nát trái tim mình? Ôi hai chữ ân tình buộc tôi phải quyết định một điều. Loan ơi, hồn em nơi chốn suối vàng, xử sự thế nào? Nên tiến tới hay là rút lui? Giá như trước kia anh đừng quá dè dặt thì sự thế hiện giờ tốt đẹp nhiều hơn. Lời tâm sự buồn anh nói giữa đêm khuya, làm sao anh quên trước khi em vĩnh biệt? Còn vắng vắng bên tai anh biết bao lời, giữ tròn chung thủy và lo lắng cho con. Nhưng giờ đây có phải anh đã phản bội khi đặt tình yêu tất cả cho Huyền? Em nói đi em. Anh yêu Vĩnh Quyền, có
phản bội em không? Con quên đi những điều em trăn trối. Anh yêu Quyền, có phải qua hình bóng của em, hay đó chính là tình yêu chân thật? Anh thật sự rối trí lắm rồi. Em trả lời anh đi, em trả lời anh đi. Anh Long. Loan, em đã về cùng anh à? Em không bao giờ rời xa anh và con, thì làm sao có việc trở về? Bao giờ và lúc nào em cũng ở cạnh anh và con. Nhưng đã hơn một năm nay, thân thể em mất đi, nhưng linh hồn của em còn đó, còn trong từng bước đứng dáng đi của con, còn trong từng hơi thở nghĩ suy của anh. Không có em ở bên cạnh, anh buồn quá. Bao nhiêu chuyện xảy ra cứ dồn dập anh vào bế tắc. Anh không biết phải giải quyết như thế nào cho vẹn vẻ. Nếu em luôn ở bên cạnh anh thì em hãy cho anh một lời khuyên. Một lời khuyên? Nhiều lời khuyên hay cả trăm lời khuyên vẫn không bằng nghị lực của chính anh. Một khi anh xác định việc làm mình là đúng thì anh cứ mạnh dạn làm. Còn nếu anh đang lưỡng lự, có nghĩa là anh đang đứng giữa đôi dòng nước, anh không biết phải chọn dòng nào chứ gì. Nước trong dòng luôn chảy xuôi, chứ nó không bao giờ dừng lại để chờ anh. Anh có thể chọn ngay một dòng nước, nhưng khi đối diện với Vĩnh Quyền, anh lại không xác định mình đã yêu hay anh luôn thương nhớ em qua hình bóng của cô ấy. Anh đã nói được những điều trong lòng anh đang u ẩn. Dù anh thương cô ấy thiệt tình hay thương em qua bóng hình của cô ấy, em cũng rất mừng, bởi anh sẽ không tự dối lòng mình. Anh hãy nhớ lại một điều: trái tim mà Vĩnh Quyền đang mang là trái tim của em. Có nghĩa là trong nhịp đập trái tim của cô ấy chính là nhịp đập của trái tim em. Điều anh rất cần là sự thương yêu mà chính cô ấy sẽ mang đến cho anh. Vĩnh Quyền thật sự thương con thì anh còn ngần ngại chi chuyện không hay sau này. Trong cuộc sống chúng ta, nếu ai có do dự thì cố lòng mà thành đạt. Anh hãy nghe em nói rõ điều này. Khi người phụ nữ chấp nhận thương ai bằng sự chân thành và rộng lượng bao dung, họ không nhỏ nhen độc chiếm riêng mình. Nhưng lỡ giữa trùng dương bất ngờ nổi lên cơn sóng dữ, thì chiếc thuyền lên đến khó mong cặp bến thương yêu, khó mong tìm được một tấm chân tình. Yêu là cho không đòi hỏi điều gì. Anh còn nhớ tình yêu của chúng mình thuở trước,
cùng sóng gió ba đào, nhưng ta vững lòng tin. Cơn bão nào rồi cũng qua đi, để lại cho không gian màu nắng mới. Ngoài niềm nào đến lúc cũng phôi pha, để trả cho anh sự bước tiến trên đường đời. Tình xưa anh dễ gì quên, dù cho em đã đi xa, ngày nào biết bao kỷ niệm. Thời gian dẫu có dần trôi, rượu phong phố lối đường quen, ta vẫn cùng nhau sống bước trọn đời. Long ơi đừng tự đặt cho mình sự luyến tiếc, càng làm cho em không thanh thản tâm hồn. Hãy cho em nở nụ cười tươi nơi chốn suối vàng, hãy mang đến cho con một người mẹ, đời của nó cần tình mẹ đó anh. Em tin vĩnh quyền và thương con, tình thương ấy sẽ không hề thay đổi. Em chỉ có bao lời gửi lại tâm sự với anh bằng cả tấm chân tình. Em đã nói anh sẽ suy nghĩ lại, bao giờ em sẽ về nữa cùng anh và con? Em đã nói rồi, em luôn ở cạnh anh và con mà. Mọi quyết định của anh đã có sự ủng hộ của em trong đó. Thôi, em lên phòng coi con ngủ thế nào nha anh. Loan, Loan, Loan em. Ba, có chuyện gì vậy ba? Thủy, con có giận ba không? Con giận ba vì ba đã đuổi cô Quyền. Ba đâu có đuổi. Có mà, bữa đó con nghe rất rõ, ba lớn tiếng với cô khóc và bỏ chạy. Ba biết không, bữa đó con thương cô Quyền vô cùng. Con không muốn xa cô vì cô yêu thương chăm sóc. Tiếng của con tôi lòng đau, dường như ai cắt. Ba sẽ không đuổi xua và đi tìm cô đến với con. Rồi tháng ngày trôi qua, gia đình ta ấm yên sum vầy. Con không còn cô nay đã có cô Quyền. Kể từ khi má mất đi, con thấy ba buồn nên con cũng im lặng. Trong lòng con thương ba vô hạn, mong làm được điều gì đó để ba mãi vui lòng. Chẳng nói năng, con biết lúc đó ba đang
rồi chăm chăm nhìn con đang say ngủ, mà dòng lệ đau thương cứ tuôn chảy âm thầm. Thôi được rồi, từ nay ba sẽ không còn để cho cô buồn nữa. Ba sẽ đến gặp cô Quyền, nói với cô đến đây với con thường xuyên, được không? Con cảm ơn ba. Alo, anh Châu hả? Em đây, Quyền đây. Mấy ngày nay em không được tin tức gì của bé Thủy. Nếu không có bận việc, anh có thể đến nhà em một chút có được không anh? Được à? Vâng, vâng, em cảm ơn anh. Sao thờ thẫn vậy con? Bộ bệnh cũ lại tái phát hả con? Dạ không, con vẫn khỏe mẹ à. Nhưng hình như con buồn. Một nỗi buồn tưởng chừng như vô cớ. Chuyện cậu Long mà. Mẹ, mẹ đã biết. Mẹ là mẹ của con mà. Có chuyện gì của con mà mẹ lại không biết chứ? Mẹ ơi, con, con khổ quá mẹ à. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh để tìm phương giải quyết. Mấy ngày nay thấy con giàu giàu, ít ăn ít nói, mẹ lo lắng quá nên mẹ mới hỏi bác sĩ Châu. Anh Châu đã nói thế nào hả mẹ? Nếu bác sĩ Châu không nói thì mẹ cũng đoán ra mà. Thái độ cậu Long như thế không đáng trách đâu con à. Nếu đặt trường hợp là con thì con cũng xử sự như thế mà. Người thọ ơn, người đáng tội nghiệp là con, chứ đâu phải anh ấy. Đó là chuyện của hơn một năm về trước. Còn hiện thời, cậu ấy sống cạnh gà trống nuôi con, thân thể lại đang lúc bị tai nạn. Mọi sự hụt hẫng và khó khăn đang vây lấy cậu ấy. Trong khi đó, biết được con là người nhận trái tim của vợ mình, đang cố tình im lặng để giúp đỡ mình, thì thử hỏi làm sao mà cậu ấy không tự ái cho được chứ. Nhưng con hoàn toàn không biết anh Long là người con đang thọ ơn. Cậu Long thì lại không nghĩ thế. Cậu ấy cho rằng con đã biết nên mới cố giấu mà tìm cách giúp cho con cậu ấy. Nếu vậy, đó chỉ là sự ban ân chứ đâu phải là tình yêu. Lòng tự ái một người đàn ông trỗi dậy nên cậu Long đã lớn tiếng nặng lời chớ thật giả, nặng lòng thương con. Người ta thường nói ví von con đã nghe nên nghiệm cho mình. Nếu thương nhau lắm thì giận nhau nhiều. Mẹ ơi, nào đâu con có coi thường, con yêu anh ấy thật lòng, cứ sao anh lại nặng lời không cho con chú phân trần. Giờ con phải liệu làm sao? Nếu thật giả yêu nhau thì ngại ngần chí câu xin lỗi. Mẹ tin cậu Long không phải là người cố chấp, sẽ thương con hơn, bởi cả hai đã tìm được phần còn lại của trái tim. Đời ai không dư lấy chữ tình, khi đã mang thì khó lòng dứt bỏ, chỉ chút tự ái nhỏ là lỡ dở cả hai.
mẹ không hề bênh vực cho cậu lắm. Dù cậu ấy với mẹ vô cùng ơn trọng, con đã thương người ta thì nên chịu khó. Dòng sông qua khúc quanh rồi cũng phăng lặng êm đềm. Mẹ ơi, con không hề tự ái chuyện vừa qua, và trong lòng con không chút giận hờn anh ấy. Con thương anh Long và bé Thủy. Đôi lần con định đến nhà, nhưng con ngại anh Long. Anh Long anh không chịu tiếp. Con à, tính tình của đàn ông vô cùng cứng rắn, nhưng lại mềm lòng trước sự dịu ngọt. Nước mắt đàn bà tuy có dễ rơi, nhưng lại dễ xoa dịu những cơn nóng giận. Người đàn ông họ cần sự thông cảm, không chấp nhận người vợ đối chọi với mình. Lấy kinh nghiệm đời mình, mẹ dạy con, mẹ mong con chấm suy nghĩ lại. Hãy bỏ qua những gì không đáng nhớ. Hạnh phúc nào không trải nước đắng cay. Mẹ, mẹ dạy, con xin nghe lời của mẹ. Dạ, cháu chào bác. À, bác sĩ ngồi chơi. Sẵn dịp bác sĩ lựa lời nói với nó giùm tôi. Có lẽ bác sĩ là người trị dứt những căn bệnh, thì lời nói sẽ trị dứt những u ẩn trong lòng. Khoa ăn nói của con còn kém lắm. Cứ tin tôi đi, tôi không nhìn lầm đâu. À, tôi bận chuyện phải đi. Bác sĩ cứ ngồi chơi nha. Dạ. Sao, vẫn là chuyện của Long à? Tôi đang lo lắng cho bé Thủy, vì đã hai ngày nay cháu không có đi học. Không biết con bé có bệnh hoạn gì không. Tôi thì lại không dám điện thoại cho anh ấy, nên mới điện thoại cho anh để hỏi thăm tin tức. Lúc nãy khi cô điện thoại cho tôi thì tôi liền điện thoại nghe cho Long. Cô biết không, khi nghe điện thoại của tôi Long nói làm sao không? Câu đầu tiên là anh trách cứ. Không, câu đầu tiên tôi nghe được là một tiếng thở dài. Và sau đó thì... Bộ anh ấy không cúp máy à? Long không cúp máy, mà thủ thỉ bằng một giọng rất buồn và áo não. Long nói: cháu ơi, bây giờ anh hãy giúp cho tôi, con của tôi đang gặp nguy nạn. Hả? Bé Vĩnh Thủy, hiện bây giờ nó ra sao? Anh nói lẹ lên coi. Anh càng chần chừ, tôi càng nóng ruột. Anh có chịu nói chưa hả anh Châu? Cô thư thả để tôi nhớ lại coi, rồi tường thuật cho cô hay. Điều trước tiên cô nên yên dạ, vì bé Thủy hiện nay đã qua khỏi nguy nan. Trời ơi, vậy mà anh cứ quanh co, khiến cho tôi phải giật thót tim. Có anh Long lo liệu hiện đã xong chuyện, bé Thủy được đưa vô ngay bệnh viện. Có đi thăm thì đi ngay vậy. Nhưng mà nó bệnh gì mà chuyển vô bệnh viện vậy anh? Chỉ nóng sốt thôi. Nhưng có lẽ do Long lo quá nên chuyển vô bệnh viện cho chắc ăn. Bây giờ bé Thủy nó nằm ở bệnh viện nào vậy? Khỏi hỏi. Có hỏi cũng miễn trả lời. Về đi không? Nếu đi thì đi theo liền. Đi, đi ngay đi anh. Rồi. Mới đến hả? Thủy, con sao rồi? Tại sao con bị bệnh mà con không cho cô hay? Tại ba không chịu điện thoại. Anh không thích hay anh căm thù tôi như thế nào thì mặc anh. Nhưng bé Thủy nó là học trò của tôi, anh phải báo để cô giáo lo cho nó chứ. Một không.
Thì thấy không có gì nguy hiểm lắm, cho nên... Bệnh của một đứa bé chứ có phải đâu là cơn giận của anh, mà anh lại tính sao cũng được. Hay không? À, ba bị cô giáo rầy. Sao, còn đỉnh suốt quả nào nữa không? Nếu không để tôi lo thủ tục cho bé xuất viện. Cái gì? Mới đây mà đã xuất viện rồi à? Chứ không lẽ để nó nằm ở trong này năm nọ qua năm kia như ai sao? Hai một. Thì tôi nằm lâu á thì tại tôi bệnh tim, chứ đâu phải... Không lẽ cô muốn con của tôi nó cũng bệnh tim như cô à? Hai điều. Vậy là quê nha. Bé Thủy, bây giờ theo chú lên trên kia lấy giấy xuất viện, còn ông bà mời ra cổng đón taxi giùm tôi. Tôi... Ở đây tôi là bác sĩ, tôi có quyền. Giờ nghe lệnh của tôi hay không? Hay là để tôi cho bé Thủy nằm thêm một tuần nữa? Bậy, nói gỡ không hà. Vậy thì đi đi. Trời đất, đứng đèn chi đây? Không chạy theo năn nỉ còn đợi chừng nào nữa. Đi đi. Trời đất ơi. Theo chi vậy? Theo để xem cô giáo xử bằng hình phạt nào. Trời ơi, tôi không dám nhận là cô giáo đâu nha. Ai mà dám có học trò nóng tính và cố chấp chứ. Cô giáo ơi, nếu như cô chưa hết giận thì đứa học trò này sẽ khoanh tay đứng đây mãi để nghe cô tức giận. Chuyện vừa qua tôi đã gây, trong cuộc đời ai không có lần phạm điều lầm lỗi. Cô giáo ơi, lý do tôi phạm tội là do tôi đã yêu. Nghịch lý làm sao ai đời học trò, có ai dám yêu trộm thương thầm cô giáo đâu. Nhưng mà tôi lỡ trót yêu rồi thì đâu dễ gì quên được. Lòng tôi nào có thương người, học trò không nên nói dài. Lần này tôi thứ tha, nếu lần sau thì sẽ bị ăn roi. Cô giáo ơi, nếu như tấm chân tình của tôi không được cô đáp lại, và cô cấm tôi thêm lần nữa tỏ bài thương nhớ, thì chắc kể từ nay tôi đành ôm khối tình si thầm lặng muôn đời. Đâu ai cấm được con tim yêu người. Mấy ngày nãy tôi ra vào thở thẫn, nhìn quanh nhà thấy đâu cũng có hình bóng của em. Bé Thủy trong mơ cứ mãi gọi tên em, càng làm cho tôi nhận rõ mình có lỗi. Đã yêu rồi hà tiện chi tiên thứ tha, chắc em muốn tôi chết dần trong thương nhớ. Anh chết hay là tôi chết? Anh nặng lời xua đuổi, giờ phải đặt hối lỗi ăn năn nữa. Có xa mới nhớ thương nhiều, có yêu mới giận, chớ ai phiền người dưng. Đã là người dưng, đã là khác họ, thì nhớ thương, thương nhớ làm gì?
là ba. Ba của nó ra sao? Nói là không nghĩ tới mà cứ mãi lo. Không biết là họ có lo được như mình không nữa. Bé Thủy xuất viện nay đã mạnh khỏe, xin phép tôi về ai nấy tự lo. Còn giận thật sao? Mẹ! Kìa Thủy, ai dạy con gọi như thế? Ba với chú chào. Đổ thừa như vậy là kẹt chú rồi. Nhưng mà chú hỏi thiệt nè, con có thích cô Quyền làm má của con không? Dạ thích, con thích lắm. Dạy con gọi tầm bậy không ạ? Nó gọi theo ý thích của nó mà. Má không chịu con vô bệnh viện nữa nè. Thôi đừng, vô bệnh viện nằm hoài không có hên đâu đó. Vậy cô hết giận rồi ha. Kêu người ta làm má bé Thủy mà vẫn cứ gọi là cô à? Cục mịch quá đi ông ơi. Bằng lòng nghe em. Thì để bé Thủy nó đòi nằm bệnh viện nữa kìa. Nhưng vì bé Thủy thôi đó nha. Quang hô ba má. Nè, con phải quang hô chú Châu chứ. Vì không có chú ấy, ai bài kế cho con vào bệnh viện? Hả? Thì ra tôi bị gạt à? Quỷ vật cái anh Châu này nè, tại anh hết à. Bác sĩ không chỉ chữa lành bệnh cho bệnh nhân mà còn phải biết mang hạnh phúc đến cho người khác nữa chứ. Phải không Long? Phải không cháu Thủy? Dạ phải. Vậy thì chúng ta nhận chầu chiêu đãi chiều nay của ba cháu nha. Dạ.